Ngày hôm qua, đội tuyển Olympic Việt Nam đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tới. Đây là trận đấu có nghĩa quyết định đến ngôi đầu của bảng D. Đội tuyển Olympic Việt Nam chia thành hai nhóm tập luyện trong ngày hôm qua. Nhóm những cầu thủ đá chính ở trận gặp đội tuyển Olympic Nepal tập nhẹ hồi phục ở bể bơi và phòng gym của khách sạn. Còn nhóm những cầu thủ dự bị và chỉ vào sân ít phút như Xuân Trường, Công Phượng tập trên mặt sân cỏ nhân tạo ở một nhà máy cách khách sạn không xa. Trong ngày hôm qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng đã có những chia sẻ về hai trận đấu đã qua của đội bóng. Em nghĩ đây là một thành tích tốt và toàn đội đã cố gắng hết sức mình để có được kết quả là sớm vào vòng trong. Nhưng mà trước mắt là bọn em sẽ phải tập trung cho trận đấu gặp Nhật Bản. Tất nhiên là Nhật Bản là một đối thủ mạnh và rất là đẳng cấp, nhưng mà đội em sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới trận đấu gặp Nhật Bản. Em nghĩ là vai trò thì của em thì điều đấy không quan trọng lắm. Quan trọng là em thi đấu như thế nào và em sẵn sàng và vào sân và thi đấu tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện như huấn luyện viên trưởng. Buổi tối cùng ngày, đội tuyển Olympic Việt Nam đã được ra ngoài ăn tối thay vì dùng bữa tại khách sạn để các cầu thủ có tinh thần thoải mái hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo dự khán trận đấu giữa đội tuyển Olympic Myanmar và Olympic Ả Rập Xê Út tại bảng F. Điều này đã cho thấy ban huấn luyện đang hướng tới mục tiêu nhất bảng để gặp một trong những đội bóng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo dự kiến, hôm nay 18 tháng 8, các cầu thủ sẽ có một buổi tập tại sân Học viện bóng đá Brazil cách khách sạn khoảng 17 km. Đây sẽ là buổi tập chiến thuật để đội có được những phương án tốt nhất cho trận đấu cuối cùng với đội tuyển Olympic Nhật Bản. Có thể nói trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Nhật Bản là trận đấu đáng chú ý nhất và cũng được chờ đợi nhất tại bảng D của ASEAN năm nay. Đã có không ít những cổ động viên của đội tuyển Olympic Nhật Bản tới Indonesia để cổ vũ cho đội bóng của mình, và chúng ta sẽ cùng xem họ đánh giá và chia sẻ như thế nào về đội tuyển Olympic Việt Nam. Đội tuyển Olympic Nhật Bản ghi được tới 4 bàn chỉ trong một hiệp trước Olympic Pakistan. Tôi nghĩ là nếu muốn, các cầu thủ còn có thể ghi thêm, nhưng như vậy là đủ trước trận gặp Việt Nam. Khả năng tận dụng cơ hội của chúng tôi tốt dần lên sau mỗi trận đấu. Ở trận gặp Olympic Pakistan, những tình huống tấn công trung lộ rất hiệu quả và đẹp mắt. Tôi thật sự bất ngờ về việc các cầu thủ trẻ mới 19, 20 đã thi đấu tốt như vậy. Ở ASEAN lần này, đội tuyển Olympic Hàn Quốc rất mạnh với Son Heung-min, nên đội tuyển Olympic Nhật Bản phải cố gắng nhiều. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Olympic Nhật Bản hay truyền thông sẽ không quá tập trung vào trận gặp Olympic Việt Nam, vì mục tiêu của chúng tôi là tiến xa nhất có thể, nên trận nào cũng phải thắng cả. Theo điều lệ tại ASEAN 2018, nếu U23 Việt Nam hòa U23 Nhật Bản thì hai đội phải đá phạt đền để phân định ngôi đầu bảng D. Đây là trường hợp có thể xảy ra khi trận đấu này được dự đoán rất cam go cho cả hai đội. Nếu phải đá phạt đền thì U23 Việt Nam rõ ràng không có lý do gì ngán Nhật Bản khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo từng thắng cả hai cuộc đấu súng tại U23 châu Á 2018. Đây là điểm tựa tinh thần rất lớn để tin tưởng U23 Việt Nam có thể thắng Nhật Bản nếu giải quyết trên chấm phạt đền. Hơn hết, xét về kinh nghiệm thì U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn Nhật Bản. Thế nên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn về bản lĩnh so với đối thủ ở loạt đấu phạt đền. Tất cả cho thấy, nếu phải giải quyết ngôi đầu bảng từ chấm 11m thì U23 Việt Nam có nhiều lợi thế hơn đoàn quân trẻ của U23 Nhật Bản. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho rằng Nhật Bản vẫn luôn đáng sợ, họ là đội bóng đẳng cấp, nhưng U23 Việt Nam sẽ dốc toàn lực để thi đấu với 100% phong độ. Thực sự, Nhật Bản dù ở cấp độ nào thì vẫn luôn được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam. Đó là câu chuyện xuyên suốt trong nhiều năm qua đối với bóng đá Việt Nam. Dẫu vậy, U23 Việt Nam bây giờ có nhiều lý do để chẳng ngán Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoàn thành mục tiêu trong vòng đấu loại sau hai trận đấu đầu tiên. Thế nên, tâm lý toàn đội rất thoải mái để sẵn sàng tiếp đón Nhật Bản. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vĩnh nói rằng, tôi tin U23 Việt Nam đang có được tinh thần tốt sau khi có vé đi tiếp ở ASEAN 2018. Trận đấu này có thể hòa, nhưng U23 Việt Nam không có gì phải e ngại Nhật Bản. Ngoài vấn đề tâm lý, U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn cho thấy sự khó khăn trước các đội bóng lớn. Nguyên nhân là ông Park làm chiến thuật phòng ngự phản công rất hay và luôn biết cách chuyển lửa chiến đấu cho các học trò. Cả hai trận đấu với U23 Pakistan và Nepal, U23 Việt Nam đã tấn công, nhưng trận gặp Nhật Bản có thể là câu chuyện hoàn toàn khác. Thầy Park sẽ trở lại với phong cách thực dụng quay thuộc khi đá cửa dưới so với Nhật Bản. Ông Park cũng khôn khéo chia sức cho các học trò trong trận thắng Nepal. Những Văn Quyết, Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường đều không xuất phát từ đầu nhằm dưỡng sức đấu với Nhật Bản vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Từ yếu tố tinh thần, lối chơi sở trường đá phản công đến chuyện đá phạt đền và được đá cửa dưới, U23 Việt Nam không có gì phải ngán Nhật Bản.
Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều lợi thế trước Nhật Bản để giành ngôi đầu bảng D.